Những ngày qua, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, vùng biển Hà Tĩnh đã có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Vì vậy, tại cảng cá Cửa Sót, huyện Lộc Hà, lực lượng bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương đã liên tục phát các thông báo đến các ngư dân để chủ động đưa các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, không ra khơi đánh bắt khi thời tiết bất thường. Tại âu thuyền tránh trú bão cảng cá Cửa Sót, hiện có hơn 400 tàu thuyền đã về neo đậu. Như anh em biên phòng, nói chung các anh biên phòng, được các cấp các ngành, nói chung tình cùng hỗ trợ cho anh em, thì nói chung là tạo mọi điều kiện cho anh em. Giờ em cũng quay về cấp càng. Thời tiết xấu thì đơn vị đã kịp thời phóng báo cho bà con ngư dân nhanh chóng vào nơi tránh trú an toàn. Đối với khi gặp thời tiết xấu mà gặp tai nạn trên biển thì đơn vị cũng đã chủ động kịp thời báo cáo về bộ chỉ huy, chủ động thông báo cho chính quyền địa phương thì ra cứu nạn bà con ngư dân. Thời gian này đang vào vụ cá nam, trên biển xuất hiện khá nhiều loài hải sản như cá nục, cá trích, cá cơm. Tuy nhiên đây cũng lại là thời điểm thường diễn ra dông lốc, ngư dân dễ gặp rủi ro do thiên tai. Mặc dù chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo, nhưng nhiều ngư dân vẫn bất chấp nguy hiểm vươn khơi đánh bắt khi có sóng to, gió lớn. Chúng tôi kết nối Zalo, kết nối các cái thông tin liên lạc đối với các hộ dân tham gia đánh bắt trên biển. Khi mà có sự cố diễn biến phức tạp, thay đổi khí hậu, thời tiết thì chúng tôi lại có cái liên hệ đối với những người dân đang tham gia để khẩn trương vào bờ để neo đậu nơi an toàn. Hà Tĩnh hiện có 137 km bờ biển với hàng trăm tàu thuyền và hàng nghìn ngư dân thường xuyên đánh bắt trên biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, áp thấp nhiệt đới, sóng to gió lớn liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây, dẫn đến nhiều vụ lật thuyền, đắm thuyền gây thiệt hại đến người và tài sản. Vì vậy, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng phải thường xuyên thực hiện các biện pháp cảnh báo và hướng dẫn người dân ứng phó hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai. Thì đề nghị là thứ nhất là với chính quyền địa phương ở cấp các huyện, cấp xã là thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tuyệt đối không được ra đánh bắt cá ở trên biển trong cái thời tiết mà có gió mùa đông bắc và cũng có những cái sóng biển động, và đề nghị cơ quan biên phòng tỉnh là có những kiểm soát rất là chặt chẽ đối với các cái tàu thuyền, nếu không đủ điều kiện an toàn thì tuyệt đối không được ra đánh bắt cá, đặc biệt là trong cái thời tiết mà nó còn có biển động. Sự cố thiên tai trên biển thường xảy ra bất ngờ, bị động. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị chức năng, thì mỗi ngư dân cũng cần chủ động các phương án phòng ngừa sự cố, nâng cao nhận thức để vừa khai thác hiệu quả nguồn lợi kinh tế biển, vừa đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho chính bản thân mình.